Chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bài số 21 trong phần Kanji luyện lân tập 2 tương đương với bài 6 của phần Kanji N2 nhé. Bài 21 này có chủ đề là tội phạm, Hanzai. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một lượt những chữ Hán mà sẽ xuất hiện trong bài này. Từ chữ 321 đến chữ 336. Chữ đầu tiên là chữ độc, đúng nhỉ, có nghĩa là chất độc đấy. Chữ tiếp theo là chữ sát, nghĩa là giết này, sát nhân. Tiếp theo là chữ trách, trách nhiệm này. Tiếp theo là chữ đào trong từ đào tẩu này, nghĩa là chạy trốn đúng không? Tiếp theo là chữ bạo từ bạo lực. Tiếp theo là chữ tặc trong từ hải tặc đúng nhỉ, nghĩa là quân trộm, quân cướp. Tiếp theo là chữ khẩn đúng nhỉ, trong từ khẩn trương này, kincho này đúng nhỉ, nghĩa là căng thẳng. Tiếp theo là chữ bị trong từ bị hại này, bị cáo này. Tiếp theo là chữ cát có nghĩa là vỡ đúng nhỉ. Tiếp theo là chữ mưu trong từ âm mưu. Tiếp theo là chữ dụ trong từ dụ dỗ, ngoài ra nó còn là nghĩa là mời dụ đấy đúng không? Đây là chữ khuyến trong từ khuyến khích, khuyến cáo. Đây là chữ ký trong từ ghé qua hoặc là ký sinh. Đây là chữ mê trong từ mê cung đúng nhỉ, mê tín hoặc là có nghĩa là gì nhỉ, phân vân. Đây là chữ chiêm trong từ chiêm tinh đúng không, nghĩa là bói hoặc là chiếm, nghĩa là độc chiếm. Tiếp theo đây là chữ chữ dự đúng nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng chữ một nhé. Chữ đầu tiên của chúng ta là chữ độc. Chữ độc có phần phía trên là giống như là bộ chủ đúng không, và phần bên dưới là chữ mẫu. Vậy thì câu chuyện của chúng ta đấy là gì đấy nhỉ? Mẫu thân của chủ nhân bị hạ độc. Đây là chủ nhân của chúng ta này, đây là mẫu thân này. Đấy, mẫu thân của chủ nhân bị hạ độc nhá. Thì chữ độc này không có âm kunyomi mà chỉ có âm onyomi là đô cự. Ví dụ trong từ đô cự có nghĩa là độc hại, mầm bệnh. Một số từ khác ví dụ như là dokuyaku đúng nhỉ? Dokuyaku có nghĩa là độc dược, là thuốc độc. Shodoku là tiêu độc, nghĩa là khử độc, tiệt trùng. Độc cư sô là độc tố, nghĩa là chất độc. Chiêu đốc là chữ chung của chữ độc, nghĩa là trúng độc. Gai đốc là chữ hại và chữ độc, nghĩa là độc hại. Nó không phải là chữ độc cho cái hại là độc cư gai đâu nhé, mà nó ngược lại đúng nhỉ. Gai đốc có một số cái chữ trong tiếng Nhật ấy, nó sẽ ngược lại như thế. Đấy, thì các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta có chữ sát. Chữ sát này, chữ sát này ghép bởi phần bên trái là bộ gì đấy. Phần bên trái chúng ta thấy cái này nó gần giống chữ mê hoặc giống hình cái kéo đúng không? Nó cũng không là bộ thủ gì cả, hoặc là nó đã được giảm thể đi rồi. Ở dưới là bộ mộc, là cái cây. Và bên đây là bộ gì đấy nhỉ? Đây là bộ thủ đúng nhỉ? Nghĩa là một loại binh khí nhá. Đây, cái bộ mới ghép bởi bộ kỷ, với lại ở dưới là cái bộ hữu đây này, thì là bộ kỷ, có nghĩa là xin lỗi, là bộ thủ, có nghĩa là một loại binh khí. Thì câu này, cái chữ này chúng ta chế ra câu chuyện là gì nhỉ? Cắt đúng không? Đây giống hình cái kéo nhá, đây giống chữ X này. Cắt cây làm vũ khí để tự sát. Đây, đây là cắt này, đây là cây này. Để làm vũ khí, đây là một loại vũ khí này. Và toàn chữ là sát đúng không? Cắt cây làm vũ khí tự sát. Âm khương của chữ sát này là koro trong từ korosu có nghĩa là giết hoặc là tiêu diệt này. Âm ghép là sát dự trong từ Satsujin jiken đúng nhỉ? Satsujin là giết người đúng nhỉ? Thì Satsujin jiken là vụ án giết người. Jisatsu là tự sát. Satsugai là sát hại. Ansatsu là giám sát. Bosatsu là gì nhỉ? Bận rộn và bị công việc thúc ép. Như vậy là chữ sát này dùng trong tiếng Việt cũng khá là nhiều và tiếng Nhật cũng nhiều đúng không? Chúng ta có một số chữ trông nó na ná chữ sát. Đầu tiên đấy là chữ này. Đây các bạn nhìn, đây là chữ sát thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà chữ này chúng ta sẽ thay cái phần bên tay phải đúng nhỉ, không phải là bộ thù vũ khí nữa mà là bộ gì nhỉ, bộ đao đúng không? Thì cho nên được cái chữ sát này rất là dễ nhầm. Thế nhưng cái chữ sát này á, nó lại mang nghĩa là nó rất là ít dùng nhá. Nó trong từ setsuna đúng nhỉ. Đây, setsuna mình sẽ gõ cho các bạn xem cái chữ đấy. Cái chữ đấy nó dùng trong cái trường hợp mà giống như là nghĩa là khoảng gì nhỉ, chốc lát, khoảnh khắc ấy, rất là ít, chẳng mấy khi dùng đến cái chữ đấy. Bây giờ mình gõ vào đây cho các bạn xem. Nhiều bạn rất là dễ nhầm chữ này, bởi vì là cái chữ này là cái chữ mà nó có bộ đao và nó gần giống chữ kia nữa. Do vậy là các bạn nghĩ rằng đấy là chữ sát giết, nhưng không phải, nó chỉ là được dùng rất là ít nhé. Đây, cái chữ mà mình muốn nói đây như thế này, setsuna đúng nhỉ? Đấy, có nghĩa là khoảnh khắc. Thì nó là hình thức, nhỉ? Nó là hình thức, cái phông chữ nó khác đi một chút thôi, chứ thực ra nó chính là một đấy. Tiếp theo là chữ đầu trong từ gì nhỉ, đầu tư đúng không, ném này. Thì thay cái bộ thay cái bộ mộc với lại cái bộ cái kéo ở trên này bằng cái bộ thủ là cái tay đúng không, trong đầu tư dịch là có ích đúng không nhỉ. Đấy, đấy là một số cái chữ mà nó gần gần giống nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ trách.
chữ trách ghép ở phần trên là bộ chủ. Bộ chủ có nghĩa là chủ nhân, đúng không? Ở dưới là chữ bối, nghĩa là bảo bối hoặc là tiền bạc của cải. Thì câu chuyện của chúng ta đấy là gì nhỉ? Trách nhiệm của chủ ấy là phải lấy nhiều của cải, đúng không? Đấy, chủ phải lấy nhiều của cải để trả lương các thứ cho nhân viên, đúng không nhỉ? Đấy, trách nhiệm của chủ nhá là phải lấy thật nhiều của cải. Âm cương của chữ trách này là C trong từ semeru. Động từ semeru có nghĩa là trách tội, chỉ trích, đổ lỗi. Âm ghép của chữ trách là seki trong từ sekinin là trách nhiệm này. Musekinin là gì? Tính đôi nam là vô trách nhiệm. Shokuseki đúng nhỉ là chức trách. Jiuseki là trọng trách. Một số chữ Hán na ná tương tự nó, ví dụ đây là chữ trách các bạn biết rồi, đây là chữ tích đúng không? Chữ tích này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tích lũy đúng nhỉ? Sumoru hay là sumu đấy. Chữ này là tích trong từ thành tích seki đúng nhỉ? Chữ này là chữ trái. Trái này trong từ trái phiếu chính phủ đấy đúng không nhỉ? Đấy, phản nợ nhá, công trái nhá. Và đây là tích đúng nhỉ? Chữ này có nghĩa là ngâm tẩm đúng không nhỉ? Tsuke mono ấy, bạn nào biết cái đồ muối chua ấy thì là cái chữ này nhá, nghĩa là ngâm tẩm này. Các bạn lưu ý một số cái chữ mà gần gần giống nhau. Thì chữ trái và chữ tích chúng ta sẽ học ở phần kanji N1. Còn chữ hai cái chữ tích này đã học ở phần kanji N3 rồi. Các bạn xem ở các video N3 nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ đào. Chữ đào ghép bởi bộ gì nhỉ? Đây là bộ gì đấy? Đây là bộ triệu đúng nhỉ? Đây là chữ triệu có nghĩa là 1.000 tỷ này. Và dưới là bộ sữa là con đường đúng không? Thì chúng ta có câu chuyện đấy là gì đây? Lấy được tiền triệu đúng nhỉ? Tiền triệu chúng ta là 5.000 tỷ đấy. Lấy được tiền triệu rồi chạy ra đường để đào thoát. Đây là triệu nhá, có nghĩa là 1.000 tỷ và đây là con đường. Lấy được cái tiền đấy ra thì chúng ta chạy ra đường để đào tẩu, đào thoát đi đúng không? Âm cương của chữ này là ni và noga và nó tạo ra bốn động từ khá là khó phân biệt đúng nhỉ? Đấy là nigeru là chạy trốn này, nigasu là tha động từ của nigeru là thả phóng thích, nogasu là bỏ lỡ. Đấy, ví dụ bỏ lỡ cơ hội có thể dùng cái từ nogasu này nhỉ? Hay là nogareru là cái gì đó nó trốn khỏi. Âm ghép của chữ đào là thô, ví dụ trong từ thô sô sư lự là gì nhỉ? Là đào tẩu, chạy trốn. Thô bô sư lự là đào vong, có nghĩa là chạy trốn, bỏ chạy. Ví dụ như bọn tội phạm nó vượt tù, nó chạy trốn ấy, thì dùng cái từ thô bô này nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ bạo. Chữ bạo của chúng ta ghép bởi phần trên là bộ nhật, đúng nhỉ? Phần trên cùng là bộ nhật này, tiếp theo là chữ cộng. Cộng như từ công cộng và dưới cùng là chữ thủy đúng không? Vậy thì câu chuyện của chúng ta đấy là gì đây? Ở Nhật ấy, đây là trên cùng là Nhật này. Ở Nhật, nơi công cộng hay có các vụ tạt nước, đúng nhỉ? Rất là bạo lực. Ở Nhật nhá, có các vụ ở Nhật những nơi công cộng thì có các vụ tạt nước rất là bạo lực. Chữ bạo này của chúng ta đọc là âm cương là aba trong từ abareru có nghĩa là nổi giận, làm ầm ĩ. Aba cự là vạch trần phơi bày. Âm ghép có hai âm đấy là bo và ba cự ví dụ. Chúng ta có trong từ gì nhỉ? Bodhiuk là bạo lực này. Đấy, có nghĩa là bạo lực giống tiếng Việt. Kyobona là hung bạo, nghĩa cũng giống luôn. Tambona là loạn bạo, nghĩa là bạo loạn. Ngoài ra đọc là bác cũng trong từ. Đây, các bạn quan sát chữ này nhé. Đây là chữ bạo và chữ lộ đúng không nhỉ? Nó là bạc cư độ, bộc lộ, phơi bày và trần. Do vậy, hai cái chữ này rất là dễ nhầm với nhau. Các bạn nhìn này, đây là chữ bạo, đây là chữ bộc. Chữ bộc thực ra là chỉ có thêm vào một cái bộ hỏa vào bên tay phải đúng không, của chữ bạo thì được chữ bộc. Thế nhưng mà bạo thì tượng trưng cho những cái gọi là bạo lực này, hung bạo này, loạn bạo này. Còn bộc thì tượng trưng cho những cái gì nhỉ, những cái nổ ấy, đúng không, cũng như là bà cơ hát sự là bộc phát, bộc phá này. Đây bà cơ hoa là bộc phá, đây là bà cơ đan là bom đạn. Thì cái chữ này chúng ta nghĩ là bộc lộ phải đọc là chữ dưới này đúng không, thế nhưng nó lại là chữ trên nhá. Đây là cái điều các bạn lưu ý để đỡ bị sai khi mà dùng cái chữ này. Tiếp theo chúng ta có chữ tặc. Bạn nào mà đọc One Piece thì biết rất là rõ về chữ này đúng không nhỉ? Đây chính là tặc trong từ hải tặc đấy. Chữ tặc này ghép bởi phần bên trái là bộ bối có nghĩa là của cải vật chất, và phần bên phải là gì đấy? Phần bên phải là nó có bộ qua đúng không nhỉ? Đây cái bộ này nhá, đây này đấy, bộ này là bộ qua có nghĩa là một loại giáo mát, và đây là bộ thập đúng không nhỉ, là số 10. Thì câu chuyện của chữ tặc này chúng ta có thể chế đó là gì nhỉ? 10 đúng không? 10 đứa cầm giáo mát đi cướp của cải, chính là bọn hải tặc đúng không nhỉ? Đây là 10, đây là giáo mát này. 10 đứa nó cầm giáo mát nó đi cướp của cải là bộ bối này, chính là bọn hải tặc. Thì chữ tặc này không có âm cương yomi mà chỉ có âm ôn yomi là dô cự, ví dụ trong từ dô cự là kẻ cướp, kai dô cự là hải tặc có nghĩa là cướp biển.
Tô dấu tự là đạo tặc, là kẻ cắp, kẻ cướp. San dấu tự là sơn tặc. Cô cứ dấu tự là quốc tặc, là kẻ thù quốc gia. Thì chúng ta có những cái chữ mà nó có cái cách đọc Hán Việt nó gần gần na ná nhau thì nó cũng đọc tương tự với nhau về mặt âm ôn. Ví dụ này, các chữ là tộc đúng nhỉ, hay là tục này, hay là tặc, có Hán Việt gần giống nhau nên âm ôn đều là dô cự hết. Chẳng hạn là chữ tộc các bạn có chữ ca dô cự đúng không, hay là min dô cự dân tộc này, hay là chữ tục đúng nhỉ. Ví dụ trong từ gì nhỉ, trong từ dô cư vô đúng nhỉ, dô cư vô là tục ngữ nhá. Hay là gì nhỉ, hay là phư dô cự là phong tục, cũng đọc là dô cự. Đấy, thì chúng ta có thể vận dụng cái điều này để chúng ta nhớ được cái cách đọc của chữ Hán. Tiếp theo các bạn có chữ khẩn. Chữ khẩn ghép bởi cái gì đây nhỉ, ghép bởi phần trên. Chữ khẩn thì khá là phức tạp. Phần trên là chúng ta có bộ gì đấy, có bộ thần đúng không nhỉ, bộ thần ở bên này, và đây là bộ hữu đúng không nhỉ, là một lần nữa hoặc có thể coi là cái tay đấy. Và dưới là bộ mịch, nghĩa là chỉ. Vậy thì câu chuyện của chúng ta đấy là gì đây, đại thần tay bộ chỉ đúng không nhỉ. Đây, ông đại thần này tay ông cầm bộ cuộn chỉ để khẩn trương chỉ đạo đúng không nhỉ. Câu chuyện cũng hơi chuối một chút nhưng mà thôi, các bạn có thể dùng để quán nhớ nhé. Đôi khi nhiều chữ chúng ta phải thế thế thì mình dễ nhớ được. Chữ khẩn không có âm ôn yô mi thường dụng mà chỉ có âm cưn, à xin lỗi, không có âm cưn yô mi thường dụng mà chỉ có âm ôn là kim. Ví dụ trong từ kim kyu là khẩn cấp này, kim cho sư là khẩn trương. Thì trong tiếng Việt mình khẩn trương có nghĩa là nhanh chóng gấp gáp, thì trong tiếng Nhật nó hơi khác, nó lại mang nghĩa là hồi hộp căng thẳng. Kim xét sự nơ là khẩn thiết có nghĩa là cấp bách. Kim bắc là gì nhỉ, khẩn bách nghĩa là căng thẳng dồn ép. Kim mít là khẩn mật có nghĩa là mật thiết khăng khít. Một số chữ gần gần giống chữ khẩn của chúng ta, ví dụ đây là chữ gì đây, đây là chữ hiền đúng không nhỉ, đây là chữ hiền. Thì chữ hiền này nó bỏ bộ gì nhỉ, bỏ bộ mịch đi, nó thay bằng bộ bối. Được chữ hiền trong từ kashikoi đúng không nhỉ, kashikoi có nghĩa là thông minh, hoặc là chữ gì nhỉ, người rất là kên mê, người rất là hiền minh ấy, là người sáng suốt ấy, thông minh đấy. Hoặc là chữ gì đây, đây là chữ phồn đúng không, phồn trong từ gì nhỉ, trong từ phồn thịnh ấy, han dầu ấy, thì chúng ta có nó cũng gần gần giống đúng không nhỉ, nó chỉ thay cái bộ thần bằng bộ bằng cái chữ mỗi đúng không. Và cái chữ và cái bộ hữu này này, bộ hữu này nó thay bằng bộ phộc đúng không, cũng gần gần giống đúng không, và dưới vẫn là bộ mình. Đấy là một số cái chữ mà gần gần giống nhá. Tiếp theo các bạn có chữ bị của chúng ta ghép ở phần bên trái là bộ y đúng nhỉ, trong từ y phục quần áo ấy, và phần bên phải là chữ bì nghĩa là da. Vậy thì câu chuyện của chữ bị là gì nhỉ, bị cáo mặc bộ y phục bằng da đúng không, bị này là bị cáo, bị hại, bị cáo này mặc bộ y phục bằng da chưa. Thì âm cương của chữ bị này là khô mưu đự có nghĩa là phải chịu đựng đúng nhỉ. Ngoài ra còn một cách đọc nữa thì mình chưa quên chưa chú thích vào đây, đấy là cách đọc đội đúng nhỉ, đội mũ kabudu đúng nhỉ, boshio kabudu cũng là chữ bị này nhưng mà ít khi được biết, người ta hay viết dưới dạng hiragana nhiều hơn. Âm cương, âm ghép của chữ này, âm ôn của chữ này là hi, ví dụ trong từ hi ngai là bị hại có nghĩa là thiệt hại chứ không phải là bị hại trong tiếng Việt mình hay dùng đâu nhá. Đấy, không phải phía bị hại đâu mà là bị hại này có nghĩa là thiệt hại. Tiếp theo này, chữ hikoku có nghĩa là gì đây, bị cáo. Đấy, hay là hifuku là bị phục nghĩa là quần áo. Thì đây là một số cái chữ mà gần gần giống chữ bị này, các bạn có thể quan sát. Ví dụ đây là chữ bì là da, kawa này đúng nhỉ, hay là hiniku là gì đấy, châm chọc này, đây là bì kare kanojo đúng nhỉ, anh ấy cô ấy này, đây là bì mệt mỏi đúng không, tsukareru, hoặc là hiro đúng nhỉ, hiro bì lao này, đây là chữ phá, yabureru, hoặc là hakai này phá hoại này, hoặc là gì nhỉ, hasan phá sản đúng không, đây là chữ bị chúng ta biết rồi nhá, kouru kaburu hoặc là hi đúng nhỉ, higai, đây là chữ ba, nami là sóng hoặc là gì đây nhỉ, hoặc là denpa là sóng điện đúng không, tsunami là sóng thần. Đây là chữ phi thì hơi mới, đây là nó thay, nó có cái bộ thủ đúng nhỉ, với lại cái chữ bì. Thì phi này trong từ hiro các bạn được học ở trong phần kanji N1, nó có nghĩa là bộc lộ đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ cát này ghép bởi phần bên trái là gì đấy, chính là chữ hại đúng không, chữ hại đã học ở phần N3 rồi đấy, chữ hại này, và bên này là chữ đao đúng nhỉ. Vậy thì chúng ta chế câu chuyện của chữ cát này như nào, đó là tỷ lệ đúng không, tỷ lệ tượng trưng cho chữ cát, cát này có nghĩa tỷ lệ nhé,
tỷ lệ người bị sát hại, đây là gì đây nhỉ, đây là chữ hại này, sát hại bằng dao đang tăng lên đúng không nhỉ, tỷ lệ là toàn bộ chữ cát nhé, trong từ wadi ai, wadi ai là tỷ lệ đấy, tỷ lệ những người bị sát hại bằng dao đang tăng lên. Âm cưng của chữ này là wa hoặc là wadi, âm ghép là cát nhưng mà rất ít dùng. Ví dụ từ wadi đúng không nhỉ, wadi có nghĩa là bị vỡ, nó dùng cho những vật gì nhỉ, bằng thủy tinh sành sứ giòn như là bát cốc đúng không nhỉ, thủy tinh đấy. Wadi là làm vỡ nhá, đập trứng đúng không nhỉ, tamago wadi đúng không nhỉ, tamago wadi cũng dùng cái chữ cát này cũng là làm vỡ quả trứng này, đập trứng này. Wadi ai là chữ cát cũng hợp nghĩa tỷ lệ. Wadi miki là cát dẫn nghĩa là giảm giá. Yakuwadi, yakuwadi có nghĩa là vai trò đúng không nhỉ, nó giống yakume vai trò nhá, trách nhiệm. Tiếp theo chúng ta có từ bưng cát chữ là phân cát, có nghĩa là sự phân cát phân chia, thì cái chữ này rất là ít dùng, chúng ta dùng cái đọc âm kunyomi các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ mưu, chữ mưu này ghép bởi phần bên trái là chữ gì, là chữ ngôn đúng không, nghĩa là nói. Phần bên phải là bộ gì nhỉ, phần bên phải là bộ cam có nghĩa là ngọt, ngọt trên và mộc cây ở dưới, thì chúng ta có chữ này có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là mưu lược sách lược đúng không. Đấy, chữ này đọc âm cư là hakaru, hakaru có nghĩa là mưu tính kế, nhưng mà thông thường những cái này nó không được hay ho cho lắm đúng không nhỉ. Các bạn có 6 cái từ cùng đọc là hakaru đã được học rồi đấy, ở bài đầu tiên của phần Kanji N3, các bạn xem lại video số 1 của Kanji N3 nhé. Một số cách đọc khác ở dạng âm onyomi đấy là bo và mưu, ví dụ chủ yếu đọc là bo là nhiều, ví dụ này inbo là âm mưu này, hay là shubo là chủ mưu, sambo là tham mưu, bo nhắc là mưu lược, bo sắc là mưu sát, mưu bo là vô mưu là không thận trọng, và duy nhất trong từ mưu phản đúng nhỉ, mưu phản, phản bình thường đọc là gì đây, phản đọc là han đúng không, mưu đọc là bo, không phải bo han mà là mưu hô, lưu ý nhé, đấy là cái đọc đặc biệt của nó. Còn cái chữ này là chế như nào nhỉ, hắn ta nói rằng này cây này ngọt như mật ong thì chắc là có âm mưu gì đấy, thì nói vậy đúng không, đây là nói này, đây là ngọt này đúng không, mật ong này, và dưới là cây đúng không, đấy, nói cây này ngọt như mật ong ấy thì chắc là có cái mưu đồ gì đấy rồi. Tiếp theo chúng ta có chữ này là chữ dụ, chữ dụ này ghép bởi phần bên trái là bộ, bộ ngôn là nói, phần bên phải là chữ tú, trong từ ưu tú đúng không, vậy thì chúng ta có chữ này có nghĩa là gì nhỉ, nói với, nói phải nói khéo với người ưu tú thì mới dụ dỗ được họ đúng không, đây là nói như đây là ưu tú nhá, phải nói khéo với người ưu tú, với những người ưu tú thì chúng ta phải nói rất là khéo mới dụ dỗ được họ, mới dụ được họ làm gì đó cho chúng ta. Âm cương của chúng ta là xa xôi, từ xa xôi có nghĩa là rủ mời, danh từ là xa xôi có nghĩa là sự mời mọc, sự rủ rê. Âm ghép là you, trong từ gì đấy, can you là gì nhỉ, sự khuyên bảo này đấy, hay là you know là dụ đạo nghĩa là sự hướng dẫn chỉ đạo, như vâng tự là sự quyến rũ hoặc lôi cuốn. Một số chữ gần giống những chữ dụ này, ví dụ chữ tú, đây là chữ tú này đúng không nhỉ, đấy, chữ tú này trong từ yu siu na là ưu tú nhất, hoặc là gì nhỉ, hoặc là nó dùng trong từ yu siu na là nhiều nhất đúng không nhỉ. Âm cương của nó là hi de ru đúng không nhỉ, hi de ru có nghĩa là xuất sắc. Đây là chữ dụ xa xôi hoặc là yu này, đây là chữ khấu đúng không nhỉ, chữ khấu này có nghĩa là gì đây, có nghĩa là trong suốt thẩm khấu đấy, các bạn học ở phần căn cứ đầu 1 nhé. Tiếp theo các bạn có chữ khuyến, chữ khuyến này ghép bởi phần bên trái là một bộ gần như là mang tính chất cố định đúng không, nó ghép bởi phần trên là một phần của bộ thể là cái mũi tên, đây cái mũi tên đây này đấy, và dưới là con chim đúng không nhỉ, là bộ chi, và phần bên tay phải là bộ lực đúng không, thì chúng ta sẽ có câu chuyện của chữ khuyến này là gì nhỉ, khuyến khích dùng sức chứ không dùng tên khi bắt chim, đây là gì nhỉ, đây là lực là sức nhá, đây là tên nhá, đây là chim nhá, vậy thì chúng ta sẽ nói là khuyến khích các bạn dùng sức chứ đừng có dùng tên để bắn con chim, để bắt con chim tội nghiệp nó đúng không nhỉ, chúng ta chỉ bắt nó bằng tay không thôi, đừng có dùng mũi tên bắn nó tội nghiệp. Chữ khuyến này có âm cư là sư sư, trong từ sư sư mê đấy có nghĩa là giới thiệu khuyến khích, âm ghép đọc là khan hoặc là khen nhưng mà đọc là khan là chính, ví dụ trong từ khan như là khuyến dụ nghĩa là sự khuyên bảo này, khan cũng cực là khuyến cáo, từ cũng không nhiều lắm đúng không nhỉ. Đây là một số từ mà nó có chung với bộ thì đấy, bộ con chim với lại cái mũi tên, các bạn có thể quan sát nhé. Đây là chữ khuyến này, đây là chữ hoan, chữ hoan này các bạn
thay cái bộ lực này bằng bộ gì nào, bằng bộ khuyết đúng không, bộ khuyếm thì được chữ hoan, cho từ hoan ninh căng nghe căng nghe khai đúng không, được chào đón đấy. Để dị quan thay bằng bộ gì đấy, thay bộ kiến đúng không, mi lự hoặc là căn sát sự quan sát này. Đây là dị quyền thì chúng ta lại đảo thứ tự một chút, chúng ta có bộ gì nhỉ, bộ con chim mũi tên với lại bộ mộc đúng không, thì dị quyền được quyền lợi đúng không, kiên đi này đấy, hay là xê kiên chính quyền nhá. Tiếp theo các bạn có chữ ký. Chữ ký ghép bởi phần bên trên cùng là bộ gì đây, bộ miên là mái nhà đúng không, dưới là chữ đại là lớn, và dưới cùng là gì nhỉ, dưới cùng là chữ khải đúng nhỉ. Hoặc thì chúng ta có thể tách ra đó là trên là gì đây nhỉ, trên là bộ miên là mái nhà, dưới cái chữ đại với lại chữ khải khác nhau từ chữ kỳ, trong từ kỳ lạ nhé, kỳ quái. Thì chúng ta chế câu chuyện của chữ ký này là gì nhỉ, trong nhà, đây là nhà này, trong nhà có một con côn trùng kỳ lạ nó sống ký sinh. Đây đây là chữ trên cùng là bộ miên là mái nhà, và dưới đây là chữ kỳ là kỳ lạ kỳ quái nhá. Và toàn chữ này là ký, để chúng ta chế câu chuyện là trong nhà có một con côn trùng kỳ lạ nó đang sống ký sinh. Chữ ký này có âm cư nhô như là nhô, trong từ nhô đựng, nhô đựng nghĩa là ghé qua ghé ngang, cái này các bạn được học phần từ vựng N3 đúng không. Từ khác đó là nhô xê đựng nghĩa là tạt vào ghé vào, tha động từ nhá. Yori ichi sư cũng nghĩa là gì nhỉ, ghé ngang tạt ngang, tạt ngang tạt ngửa này. Khi là gì nhỉ, âm onyomi của chữ ký hay là khi, trong từ khi có nghĩa là ủng hộ tặng. Khi c là ký sinh đúng nhỉ, khi do là ký tặng tặng. Đấy là một số từ các bạn cần lưu ý. Đây là một số những chữ Hán mà nó ra lá, thì thông thường những cái chữ nào mà có cái bộ giống bộ kỳ này này thì nó đều là ký hết đúng nhỉ. Đấy, ví dụ các bạn có đây là chữ kỳ là kỳ lạ đúng không, kỳ lạ kỳ quái. Kỳ cai đúng không, kỳ cai là kỳ quái đấy, hay là kỳ miều đúng không, kỳ rượu. Nó viết là kỳ miều kỳ rượu nhưng nó không phải mang tính chất kỳ rượu trong tiếng Việt đâu, nó nghĩa là hên hên ấy, nó là okashi buồn cười kỳ quặc. Tiếp theo đây là kỵ. Chữ kỵ mà ghép bởi bộ gì đây nhỉ, bộ chữ kỳ cộng với lại bộ mã thì được kỵ trong từ kỵ sĩ kỵ binh đúng không, nghĩa là lính cưỡi ngựa ấy. Kỵ sĩ là kỵ sĩ đấy. Đây là kỳ nghĩa là núi, nhà tượng trưng cho cái núi này. Đây là kỷ là ghế đúng không, y sự này chúng ta hay dùng y sự nhiều hơn. Đây là ký, ký sinh nhá, chính là cái này. Tiếp theo chúng ta có chữ mê. Chữ mê của chúng ta ghép bởi bộ gì đấy, bộ mễ đúng không, bộ mễ là lúa gạo này, gạo này, và bộ sữa là con đường. Vậy thì chúng ta có câu chuyện của chữ này là gì nhỉ, trên đường có loại gạo này, đây trên đường có loại gạo này nhá, ăn vào mê muộn suốt ngày thần thơ đúng không. Mình thì toàn cũng làm thơ cho nó đời nó bớt bớt nhàm chán đúng không nhỉ. Đây đây là gì đây nhỉ, đây là gạo nhá, đấy đây là đường nhá. Vậy thì trên đường có loại gạo này, ăn vào sẽ bị mê muộn suốt ngày làm thơ. Chúng ta có chữ mê này đọc âm cư nhô như là mayo, trong từ mayo là lạc đường đúng nhỉ, lạc đường hoặc là gì đây nhỉ, băn khoăn vân vân đấy, thì dùng cái chữ này. Âm ghép của nó là mê, đọc rất là giống đúng không, ví dụ như là mê hoặc là mê hoặc, có nghĩa là phiền hòa quấy rầy, nó không giống tiếng Việt lắm đúng không nhỉ. Tiếng Việt mình cái chữ mê hoặc nó mang nghĩa là kiểu quyến rũ ai đó đúng không, nhưng mà trong tiếng Nhật thì nó là quấy rầy nhá, ví dụ mê hoặc đúng không, các kia là quấy rầy ai, làm phiền ai. Cái đặc biệt của nó là mai bộ đúng không nhỉ, trong từ mai bộ có nghĩa là trẻ lạc đúng không nhỉ. Mê si là mê tín, chữ mê là chữ tín này. Mê kêu là mê cung, là mê cung luôn. Mê lộ là mê lộ, nghĩa là đường chẳng chỉ đúng nhỉ. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ chiêm hoặc là chiếm, có hai âm Hán Việt đúng nhỉ, tùy vào từ nghĩa, tùy vào từ ngữ cảnh. Thì cái chữ này ấy, nó ghép bởi phần trên là chữ tô đúng nhỉ, giống chữ tô đúng không, thực ra nó bộ bốc nghĩa là bói toán. Đây cái bộ này là chữ tô katakana này, chính là bộ bốc nghĩa là bói toán này, dưới là chữ khẩu. Thì chúng ta nhớ chữ này đó là tô son lên miệng trong giấc chiêm bao đúng không? Đây là tô nhá, đây là miệng nhá, tô son lên miệng trong giấc chiêm bao. Thì chữ này có âm cư nhô như là si hoặc là urana tùy từng trường hợp. Ví dụ với nghĩa với cách đọc là si nó là si mê đựng, có nghĩa là chiếm đúng không? Chiếm đóng hoặc là chiếm bao nhiêu phần trăm thì bạn dùng cái cách đọc si mê đựng này. Còn khi đọc là urana có nghĩa là bói đúng không? Xem bói. Nhá. Một số cách đọc khác ví dụ này, hoshi urana vẫn là cách đọc âm cư nhô mi đúng không? Nghĩa là bói sao. Ghép âm của chữ chiêm chiếm này là xem, ví dụ trong từ xem điều sự đúng không, xem điều sự là chiếm lĩnh và được chiếm đóng, hay là xem kiều sự là chiếm cứ chiếm lấy này, đầu cứ xem là độc chiếm
một số chữ mà có cái phần chữ gì là chữ chiêm này, ví dụ đầu tiên là chiêm này, đây là điểm cửa hàng đúng không, sale hoặc là tên đúng không, từ tên trò cũng như system chi nhánh nhé, đây là điểm đúng không, trong từ là cái tên khuyết điểm này hoặc là tên sư điểm số đúng không nhỉ, đây là thiếp cũng là dán đúng không nhỉ, đấy dán là ha rự đấy, đây là niêm nghĩa là niêm mạc, các bạn sẽ học những chữ này, thiếp này và niêm này ở những trình độ cao hơn là một thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn cái chữ này nhé. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ dự hoặc giữ, thực ra chữ này mình chẳng biết chế là mình thấy rất là giống hình một người nó ngồi trên cái que đúng không nhỉ, một cái bụng đúng không nhỉ, đấy đây là cái tay này, đây là cái thân người giống hệ của các bạn, mình chế ra là à, hình một người đang ngồi chờ được cho quả, thì đây là chữ dự, giữ có nghĩa là cho đúng nhỉ, chữ này có âm kunyomi là a cao trong từ a cai dự nghĩa là cho đem đến, âm ghép là yo, dụ yo to là giữ đảng đảng nắm quyền, kyo là cấp dự có nghĩa là tiền lương tiền công, kyo sự là tín dự là đóng góp giúp đỡ, san yo sự là tham dự, tham yo nghe tham yo là tham là quan dự liên quan. Đấy, đấy là những chữ của bài hôm nay nhé, khá là quan trọng, và các bạn cố gắng các bạn về nhà bạn xem các bạn học thật kỹ bài nhé. Chúng ta sẽ lướt lại một lần nữa, đây là chữ dự này đúng không nhỉ, dự này khá hay là yo này đúng không nhỉ, đây là chữ chiêm hoặc chiếm này có nghĩa là bói này hoặc là chiếm lĩnh này, đây là chữ mê trong từ mê cung mê tín này, đây là ký từ ký sinh này, ký tặng này, khuyến trong từ khuyến khích khuyến cáo này, đây là chữ dụ trong từ gì đây nhỉ, trong từ mờ dụ đúng không, dụ dỗ của tiếng Việt, nhưng tiếng Nhật không có dụ nhắc dỗ đâu nha, đây là mưu trong từ gì đây, trong từ âm mưu đúng không, đấy mưu được mưu sát này, đây là chữ cát nghĩa là vỡ đúng không, hoặc là gì đây nhỉ, hoặc là cát có nghĩa là vỡ hoặc là tỷ lệ này, đây là chữ bị đúng không, có nghĩa là bị hại bị cáo, đây là chữ khẩn trong từ khẩn trương khẩn thiết khẩn mật, đây là tặc trong từ hải tặc kẻ cướp, đây là chữ bạo đúng không, trong từ bạo lực này bạo hành này, đây là đào trong từ đào tẩu chạy trốn chạy thoát, đây là trách trong từ trách nhiệm đổ lỗi này, đây là chữ sát trong nghĩa là giết người sát nhân này sát hại này, và đây là độc đúng không, nghĩa là chất độc đấy. Rồi cuối cùng thì lướt qua một lượt các loại âm mưu âm tư vừa mới học nha, đây là đọc là đô cự đúng không, chỉ có âm kunyomi là đô cự thôi không có âm kunyomi, sát là korosu là giết này và satsuji đúng không, sát là âm onyomi có nghĩa là giết người, semeru là đổ lỗi trách lỗi đúng nhỉ, và âm ôm là chữ trách là seki trong từ seki trách nhiệm này, đây có rất nhiều cách đọc đúng nhỉ, nigasu đúng nhỉ, nigeru, nogasu, nogareru đúng không, và âm ghép đọc là thôn từ tô xô sư lực là đào tẩu bỏ trốn, đây là gì nhỉ, a ba cự đúng không, a ba cự a ba đê hoặc là gì nhỉ, hoặc là bô trong từ bô nhất cự bạo lực đúng không, hoặc là cái âm gì đây nhỉ, âm đặc biệt hoặc là ba cự trong từ bạc cơ đô là bộc lộ nhé, đây là chữ tặc chỉ có âm cự ô nhô mi là dô cự trong từ cai dô cự chẳng hạn không có âm kunyomi, đây là khẩn cũng chỉ có âm onyomi là kim trong từ kim trồ khẩn trương đúng không, kim kêu khẩn cấp, bị này là hô mưu dự hoặc là hà mưu dự đúng nhỉ, còn âm ghép là hi trong từ hi ga là bị hại hi quốc tự bị cáo, đây là ware dự tự động từ ware, ware là tha động từ nhá, là vỡ đập vỡ đúng nhỉ, và âm ghép là gì nhỉ, các sự thánh nghĩ dùng nếu là mấy cái đọc âm cương đúng không, wari ai rồi thì gì nhỉ, wari miki, đây là mưu đọc là hàng ca định là bạch mưu bài mưu tình thế nhưng mà là mưu ngàn cái bản đúng nhỉ, và đây là cách đọc âm ôn là bô đúng nhỉ, ví dụ như là bô sát sự là mưu sát chẳng hạn, bô đép tự là mưu lược, và trong mưu phản thì đọc là mưu hung như nhá, đây là chữ khuyến đọc là xa xôi đúng nhỉ, nghĩa là à đây là chữ dụ chữ đọc là xa xôi nghĩa là rủ dê, âm ghép đọc là gì đây, là yêu trong từ gì nhỉ, can yêu chẳng hạn, đây là khuyến sự mê định nghĩa là khuyến khích khuyên này, âm ghép đọc là cam trong từ ví dụ cam quốc tự là khuyến cáo đúng không, hoặc là can yêu là khuyên bảo, đây là chữ ký vô định vô xe định đúng nhỉ, ghé qua tạt qua, âm ghép đọc là ki trong từ ki xe ký sinh hoặc là nhỉ, hoặc là ki do ký tặng đúng không, đây là chữ mê mà yêu nghĩa là lạc đường hoặc là phân vân băn khoăn, âm ghép là mê từ mê si mê tín này, hoặc là mê kêu mê cung này, mê quá tự là phiền phức này, còn đặc biệt là mai bộ là trẻ lạc, đây là chữ chiêm chiếm đọc là si mê rự nghĩa là chiếm đóng,
từ đa năng nghĩa là xem bói đúng không, hoặc là xem trong từ xem điều sở hữu đúng không nhỉ, là chiếm lĩnh. Đấy, đầu tư xem là độc chiếm, và đây cuối cùng là ai đấy, giữ có nghĩa là cho cung cấp, hoặc là can điều quan dự, hay là sang điều tham dự, điều là cấp cho nhé. Đây là một số cái mà chúng ta cần lưu ý. Rồi, chào các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong những bài sau.